Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Chống và Lân Hương Đại. Hôm nay cái sản xuất chống lân Hương Đại giới thiệu cho các bạn mẫu sản phẩm chống công giáo, chống chùa, chống sấm, được sơn phủ bóng cao cấp nhá, bắt đai đen đóng đinh đồng. Cái sản xuất chống Hương Đại có kích thước mặt là 70 cm, 70 cm. Cặp chống này được về cơ sở sản xuất chống Hương Đại được vinh dự làm cho về nhà thờ núi Ngâm ở huyện Yên, tỉnh Nam Định. Giá rất rẻ, mọi người cần xin liên hệ số điện thoại 0385 768 789. Đóng 3 khuy nha, để tiện sách cho dễ. Mặt da đen bóng. Mọi người cùng thưởng thức âm. Đây là cơ sở sản xuất bên chống Hương Đại đang thợ đang làm nhé, chống lân các mẫu. Ok.